Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2017-2018. Ngày 10 tháng 8, học sinh toàn tỉnh sẽ tự trường. Quảng Bình khuyến khích phát triển vật liệu xây không nung. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 12 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 ngày 5 tháng 8 năm 2008, hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương, đơn vị liên quan. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 26, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sản xuất nông nghiệp Quảng Bình tiếp tục phát triển, nông thôn đổi thay tích cực, thu nhập và đời sống của người nông dân được cải thiện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 24,2% năm 2008 xuống còn 18,4% năm 2017. Công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng từ 75,8% năm 2008 lên 81,6% năm 2017. Nông nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất ngày càng tăng, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng, khai thác xa bờ phát triển mạnh, nuôi trồng thủy sản chuyển sang hướng thâm canh bền vững. Lâm nghiệp từng bước được xã hội hóa, các tiến bộ khoa học kỹ thuật được đưa vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch. Đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại được quan tâm đầu tư. Chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là đã khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin, tự giác tham gia của người dân và cộng đồng. Số tiêu chí đạt được bình quân trên một xã tăng từ 3,6 tiêu chí lên 14,6 tiêu chí, cao hơn bình quân chung của cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thành tựu cơ bản và những tồn tại và nguyên nhân trong quá trình tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh đến những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện. Để tiếp tục thực hiện thẳng lời nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết để từng cán bộ đảng viên, các tổ chức đảng, chính quyền hiểu đầy đủ sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn trên cơ sở tái cơ cấu ngành, cơ cấu sản phẩm gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nông thôn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đổi mới cơ chế chính sách và tổ chức sản xuất ở nông thôn, thúc đẩy phát triển nông thôn gắn với xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đổi mạnh nghiên cứu chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật công nghệ trong sản xuất bảo quản chế biến nông sản, coi đây là khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển, chủ động hội nhập hợp tác quốc tế, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10.
Sáng nay ngày 2 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục đào tạo cả nước tiếp tục tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản nhằm đổi mới, tư bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Một số kết quả nổi bật được ghi nhận đó là các cơ sở giáo dục phổ thông đã điều chỉnh đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý quá trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Mô hình tự chủ đại học dần được định hình và được xã hội chấp nhận. Mạng lưới trường lớp mầm non phát triển, tỷ lệ trường lớp ngoài công lập tăng nhanh, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp vượt chỉ tiêu ở tất cả các độ tuổi. Môi trường giáo dục mầm non được cải thiện. Nhờ có sự điều chỉnh phù hợp, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng và ủng hộ tích cực của toàn xã hội. Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế và khu vực thi khoa học kỹ thuật quốc tế đạt kết quả tốt. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đó là ổn định những đổi mới của ngành, đồng thời triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, kỷ cương, nề nếp và giải quyết các vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục trong năm học qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, bất cập cần khắc phục trong năm học mới, như việc tinh giản biên chế, điều chuyển giáo viên cần hợp lý với yêu cầu giáo dục, đẩy mạnh tự chủ ở bậc đại học, đổi mới quản lý giáo dục phổ thông, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học. Đặc biệt, cần quan tâm nhất chính là chất lượng đội ngũ giáo viên. Giáo viên phải gương mẫu, nhiệt huyết thì mới có thể tận tâm cho ngành và mới có thể nỗ lực xây dựng một nền giáo dục đào tạo toàn diện. Chiều nay ngày 2 tháng 8, Hội đồng Giám sát Sở Giáo dục Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Sở Giáo dục tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Thời gian qua, Hội đồng Giám sát Sổ số Quảng Bình đã tiếp tục chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết tỉnh thực hiện nghiêm hoạt động kinh doanh sổ số theo quy định của nhà nước. Các thành viên Hội đồng Giám sát đã triển khai thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để giám sát chặt chẽ trong việc tổ chức quay sổ mở thưởng, kiểm tra thiết bị quay sổ mở thưởng, giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, xử lý các vấn đề có liên quan đến hoạt động sổ số kiến thiết theo đúng chế độ chính sách của nhà nước. Đồng thời đảm bảo an toàn, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp cho khách hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu từ hoạt động kinh doanh sổ số kiến thiết đạt gần 98 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017, nộp ngân sách 19 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017. Tại hội nghị, thành viên Hội đồng Giám sát đã đề xuất nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến vấn đề quy trình rút thưởng, kỳ xác nhận số lương, kiểm đếm vé bán không hết, công tác trả thưởng, thanh toán. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng Giám sát Sổ số tỉnh trong thời gian qua. Để hoàn thành những mục tiêu kế hoạch đề ra, đồng chí yêu cầu bên cạnh việc giữ vững mở rộng thị trường ở địa bàn ngoài tỉnh, Hội đồng Giám sát cần tiếp tục chủ trọng phát triển thị trường trong tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về doanh thu sổ số trên địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn đánh bạc dưới hình thức số đề, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp bán vé sổ số điện toán sai quy định trên địa bàn, tăng cường công tác giám sát, quay thưởng định kỳ, tổ chức họp giao ban công tác với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Quảng Bình để kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động sổ số kiến thiết. Hôm qua ngày 1 tháng 8, huyện Bố Trạch đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Dự lễ có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch năm 2018 với chủ đề Quân và dân huyện Bố Trạch dựa vào thế trận khu vực phòng thủ hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng của tỉnh, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ và đánh bại tiến công xâm lược của các thế lực thù địch giữ vững khu vực phòng thủ, gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, yêu cầu các thành phần tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt, phải đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí trang bị. Chiều nay ngày 2 tháng 8, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 5.649 cơ sở, phát hiện 932 lượt cơ sở vi phạm. Tỷ lệ cơ sở vi phạm giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2017. Các cơ sở vi phạm đã bị xử phạt theo hình thức nhắc nhở, cảnh cáo và phạt tiền với tổng số tiền trên 97 triệu đồng. Trị giá hàng tịch thu tiêu hủy trên 523 triệu đồng. Trong các đợt thanh tra kiểm tra, đoàn đã lấy 963 mẫu để xét nghiệm tại labo và test nhanh. Kết quả, tỷ lệ mẫu không đạt chiếm 3,6%, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2017. Đến nay, toàn tỉnh đã có 5 trên 8 huyện, thị xã, thành phố triển khai kiểm nghiệm thực phẩm tại các chợ. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh chưa ghi nhận số vụ ngộ độc thực phẩm và tử vong do ngộ độc thực phẩm. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương các ngành y tế, nông nghiệp, công thương trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các ngành không được chủ quan, lơ là, mà cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân và khách du lịch đến với Quảng Bình. Từ nay đến cuối năm, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ các tổ chức cá nhân xây dựng kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, xây dựng các mô hình điểm về đảm bảo an toàn thực phẩm. Sở Tư pháp vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2018. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Sở Tư pháp quán triệt những nội dung cơ bản, luật xử lý vi phạm hành chính, giới thiệu về kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính, kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, nghiệp vụ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nguyên tắc trình tự, thủ tục xử phạt và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, kỹ năng ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và giải quyết một số tình huống xảy ra trong thực tế. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cơ bản về áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, địa phương, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình để bàn công tác phối hợp thực hiện chương trình trực tiếp lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tổ chức thường niên vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ năm 2012 đến nay, lễ hội đã được Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tổ chức truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV và được hơn 40 đài phát thanh truyền hình các tỉnh tiếp sóng phục vụ khán giả trên cả nước. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang ngày mùng 2 tháng 9 năm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tiếp tục thực hiện truyền hình trực tiếp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề cần khắc phục trong quá trình tổ chức tường thuật trực tiếp lễ hội như chất lượng âm thanh, hình ảnh, công tác phối hợp giữa đài tỉnh với ban tổ chức lễ hội và cả cơ quan có liên quan. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã chỉ ra những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp và quyết tâm khắc phục những khó khăn hạn chế trong những năm qua để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội, góp phần quảng bá về hình ảnh con người, nét văn hóa đặc sắc của lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung đến với khán giả và nhân dân trong cả nước. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Ngày 10 tháng 8, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường.
Quảng Bình khuyến khích phát triển vật liệu xây không nung. Thực hiện đề án số 85 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình về hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất bền vững giai đoạn 2017-2018. Hôm qua ngày 1 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh đã tiến hành trao bò giống sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn. Trong đợt này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh đã trao 22 con bò giống sinh sản cho các hộ nghèo tại xã Trường Sơn. Đây là giống bò Brahma đỏ được Trung tâm Giống vật nuôi Quảng Bình cung cấp. Bò đã qua kiểm nghiệm và được tiêm phòng vaccine. Trước khi giao bò, đại diện các hộ gia đình đã được cán bộ trạm chăn nuôi và thú y huyện phổ biến những kiến thức cơ bản trong chăn nuôi bò sinh sản và ký kết hợp đồng trách nhiệm với Ủy ban Mặt trận huyện. Trong năm 2018, Mặt trận huyện Quảng Ninh đã xét duyệt và tiến hành trao bò cho 88 hộ dân, tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác. Hôm nay ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã Bát Đồn đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2018. Đến nay, thị xã Bát Đồn đã đạt được 167 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí so với đầu năm, bình quân đạt 16,7 tiêu chí trên một xã. Hiện có 5 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Quảng Hoa, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Hải, Quảng Tân. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, như một bộ phận người dân và cán bộ còn trông chờ ỷ lại việc giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều bất cập, nguồn kinh phí để xây dựng và nâng cấp các tiêu chí như giao thông, trường học còn thiếu. Một số xã đã về đích nông thôn mới chưa chủ động trong việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí theo chuẩn mới. Thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện những tiêu chí đã đăng ký, đặc biệt tập trung mọi nguồn lực cho xã Quảng Văn về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018 theo đúng kế hoạch. Tại huyện Quảng Trạch, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị địa phương tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018, trong đó tập trung chỉ đạo xã Quảng Phương thực hiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Qua rà soát đánh giá lại các tiêu chí đã đạt được theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020, từ đầu năm đến nay, huyện Quảng Trạch đã xây dựng thêm được 3 tiêu chí về cơ sở hạ tầng nông thôn và cơ sở văn hóa, nhưng lại giảm 3 tiêu chí về tổ chức sản xuất. Để triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các ban ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ đạo xã Quảng Phương triển khai các giải pháp cụ thể để hoàn thành tiêu chí giao thông, đồng thời tiếp tục triển khai củng cố lại các tiêu chí phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Từ đầu năm đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng và ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh tổ chức giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm. Nhờ đó, các hộ kinh doanh thực phẩm đã nâng cao ý thức trách nhiệm, từng bước tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Từ đầu năm đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã lấy 365 mẫu để giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại các chợ. Kết quả, có 13 mẫu không đạt yêu cầu do phát hiện hàn the, hóa chất bảo vệ thực phẩm trong mẫu thử, chiếm tỷ lệ 3,6%. Ngoài ra, chi cục đã lấy 9 mẫu nước uống đóng chai, nước đá dung liên giám sát mối nguy ô nhiễm. Kết quả, có 2 mẫu nước uống đóng chai có kết quả kiểm nghiệm không đạt so với chỉ tiêu công bố. Chi cục đã thông báo công khai cơ sở vi phạm và có hình thức xử phạt theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh xảy ra 248 ca ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thực phẩm. Từ nay đến cuối năm, Chi cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục lấy mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại các chợ và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tăng cường kiểm tra giám sát dịp Tết Trung thu với các mặt hàng bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, kiên quyết không để các mặt hàng thực phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Theo kế hoạch, năm học 2018-2019, học sinh Quảng Bình sẽ tiệu trường vào ngày 10 tháng 8. Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình cũng đã quy định rõ khung kế hoạch thời gian năm học đối với các bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 và kết thúc trước ngày 20 tháng 1 năm 2019. Học kỳ 2 sẽ hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2019 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2019. Như vậy, số tuần thực học trong năm đối với cấp mầm non và cấp tiểu học là ít nhất 35 tuần,
trong đó học kỳ 1 có ít nhất 18 tuần và học kỳ 2 có ít nhất 17 tuần. Đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có ít nhất 37 tuần thực học. Trong đó, học kỳ 1 có ít nhất 19 tuần, học kỳ 2 có ít nhất 18 tuần. Đối với giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học. Sở Giáo dục Đào tạo cũng quyết định sẽ cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bổ trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung từ nay đến năm 2020. Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đang từng bước thực hiện lộ trình này, trong đó tập trung nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng vật liệu xây không nung đạt chuẩn vào công trình. Đây là dây chuyền sản xuất gạch không nung của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Thành, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, có tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng. Công nghệ ép tĩnh, sản phẩm có độ nén, cách âm, cách nhiệt, chống thấm rất tốt. Tuy nhiên, hiện nay, sản phẩm gạch không nung của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận thị trường. Ưu điểm của cái dây chuyền tỉnh này thì nói chung là về cái sự là cái tiếng ồn thì cái nhất là về tiếng ồn quanh chúng như là hạn chế hết sức. Cái thứ hai là cái chất lượng sản phẩm nó đã là nó đẹp về mặt về chất lượng á, thì nó ép tinh cho nên nó ép chân không cho nên là không hề không thấm được. Quảng Bình hiện có 11 nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung đạt tiêu chuẩn với công suất trên 110 triệu viên một năm. Tuy nhiên, đây là một loại vật liệu mới nên chưa được người tiêu dùng đón nhận, mặc dù sản phẩm đã được Sở Xây dựng kiểm định về chất lượng. Từ nay đến năm 2020, Quảng Bình phấn đấu sản xuất vật liệu xây không nung từ 150 triệu đến 200 triệu viên một năm. Để đạt được kết quả này, tỉnh đã và đang khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung với quy mô hợp lý, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Thời gian qua, Sở Công Thương Quảng Bình đã hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho các nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung. Chúng tôi đã có một cái chính sách rất rõ ràng trong cái hỗ trợ, tức là một cái phần rất lớn trong cái quỹ cái vốn khuyến công tập trung vào đây để mà nhằm thực hiện cái lộ trình này. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là để mà tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngoài những cái sản xuất, tức là hỗ trợ cho sản xuất về là thiết bị công nghệ tư vấn thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền. Để thực hiện có hiệu quả chủ trương của chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung trong xây dựng cơ bản, rất cần sự vào cuộc của cả cấp các ngành trong việc nâng cao nhận thức của người dân về những lợi ích mà vật liệu xây không nung mang lại, đó là đảm bảo tính bền vững của công trình và thân thiện với môi trường. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.